Kính chào con. Cắt được một cây 1, cây số 2, cây phâu tứ quý số 3, phâu tứ quý nha. Giờ mình cắt cây số 4 nha. Số 4 rồi xong mình tranh thủ ai có kêu mình ship thì mình tranh thủ mình ship nha. Cây số 4 thì nó hai nhánh. Lúc mình cũng không biết cắt sao luôn á. Hai nhánh nó đi đến giữa luôn, không biết cắt đây. Suy nghĩ một hồi mà con. Thank you.
nó đứng rồi đây, cái tôi làm nha. Rồi, như thế là mình đã cắt xong một cái cây, hai cái nhánh. Suy nghĩ đã đời cắt cũng ra tầm 7 tầm bạ ha. Rồi. Cây này chiều cao 95 nè. 95 nghe. Năm ở trên này thì nhiều, ở trên này cũng bự. 16. Trên cái ngọn 16 dưới là cao 95. Thôi, xoay một vòng coi. Rồi coi bộ đế, đo thử luôn coi. Đế này dạng đế bàn, mấy đế bự bự, đế bự. Tuy nó không có thẹo nhưng mà nó không có, rễ nó không có đều. Chỗ cao, chỗ thấp. Đây, 35. 35 nha, cây hai thân 35. Rồi, cao 95. Giá mình bao ship luôn là 4 triệu thôi. Cây này xấu quá. Bao ship 4 triệu nha. Rồi, cây số 4. Rồi, số điện thoại mình là 0365 16 1518. Ai thích thì liên hệ. Vườn ở Tân Trụ Long An, còn xuống đây coi trực tiếp thì xuống đây uống cà phê rồi chơi. Tạm biệt và hẹn gặp lại nha.